Bóng đá vốn là môn thể thao thuần túy, nhưng trải dài theo dòng lịch sử, mọi thứ phải thay đổi để phù hợp với thời cuộc. Manchester United luôn được coi như thương hiệu hàng đầu, vượt ra khỏi ranh giới sân cỏ. Vì thế họ đang làm mọi cách nhằm tăng lợi nhuận thương mại. Bất chấp những sự chê trách về mặt chuyên môn sau thời kỳ Sir Alex Ferguson, hiện tại thì tân thuyền trưởng Erik Ten Hag vẫn làm tốt công việc của mình, song song với câu chuyện kiếm tiền để tối ưu hóa lợi nhuận. Và một trong những cách làm nhanh nhất không chỉ là quảng bá thương hiệu, mà đó là giới thiệu cầu thủ mới thông qua hình thức trực tiếp. Mùa hè năm 2021, chính xác là rạng sáng ngày 28 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Manchester United và Real Madrid đưa ra thông báo về việc trung vệ Rafael Varane chuẩn bị hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chuyển đến Anh Quốc thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford. Đến chiều ngày 14 tháng 8, trang chủ manunited.com xác nhận Varane đã chính thức vượt qua cuộc kiểm tra y tế để gắn bó với Quỷ Đỏ đến năm 2025. Cầu thủ người Pháp không ra mắt theo kiểu truyền thống, đó là ký tên, chụp ảnh và công bố trên truyền thông như đa phần các tân binh sẽ làm với đội bóng mới. Cụ thể, CEO Ed Woodward đề nghị tân binh này đi ra khỏi đường hầm, sải bước trên thảm cỏ để chào sân Old Trafford trước sự chứng kiến của 75.000 khán giả trong trận đấu ở vòng mở màn ngoại hạng Anh gặp Leeds United cùng với chiếc áo mang số 19. Điều đáng nói là ý tưởng đó không được thông báo từ trước, nghĩa là nó mang lại bất ngờ, thậm chí là cú sốc cho nhiều người hâm mộ Quỷ Đỏ. Chia sẻ sau khi thực hiện màn ra mắt hoành tráng đó, Rafael Varane nói: Manchester United là đội bóng lớn với bề dày lịch sử. Có cơ hội được chơi bóng ở đây là điều gì đó đặc biệt khiến tôi khó có thể từ chối. Tôi sẽ cố gắng để tạo nên những dấu ấn cùng với các đồng đội. Tôi sẽ làm tất cả để đóng góp vào thành công chung của tập thể này. Theo Sky Sports, Manchester United đã phải trả cho Real Madrid 41 triệu bảng để có được sự phục vụ của Rafael Varane. Trung vệ người Pháp trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai của họ trong mùa hè 2021. Trước đó, họ bỏ ra 73 triệu bảng để chiêu mộ Jadon Sancho từ Borussia Dortmund. Nhưng với việc ra mắt theo một cách đặc biệt, doanh số bán áo đấu của Man United lại tăng vọt, trong khi thương hiệu cũng tăng lên đáng kể về giá trị hình ảnh. Một năm sau, Man United chấp nhận chi 70 triệu bảng để tiếp tục hút máu Real Madrid với việc Casemiro đồng ý bản hợp đồng có thời hạn là 4 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 12 tháng nữa. Đến Old Trafford, tiền vệ người Brazil hưởng mức lương cao chót vót 350.000 bảng một tuần. Anh cũng có dịp tái ngộ với hai người đồng đội cũ từng khoác áo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là Rafael Varane và Cristiano Ronaldo. Tuy vậy thì cách ra mắt của Casemiro cũng tương tự Rafael Varane, nhưng thậm chí là còn hoành tráng hơn rất nhiều. Trước sự chứng kiến của hơn 7 vạn khán giả, Casemiro bước ra sân Old Trafford trong bộ vest lịch lãm. Anh vẫy tay chào các cổ động viên Quỷ Đỏ và vui vẻ hỏi thăm cựu danh thủ Roy Keane. Chia sẻ sau màn ra mắt đó, võ sĩ giác đấu sinh năm 1992 cho hay: cơ hội để bắt đầu một thử thách mới tại Man United và Premier League là vô cùng thú vị. Tôi từng làm việc với nhiều huấn luyện viên giỏi trong sự nghiệp của mình. Bản thân đã gặp thầy Ten Hag và lắng nghe ý kiến của ông ấy. Tôi rất nóng lòng được làm việc cùng với nhà cầm quân người Hà Lan và đồng đội mới. Hành trình tuyệt đẹp ở Real Madrid đã khép lại và cuộc phiêu lưu mới tại Manchester United sẽ mở ra. Cá nhân tôi luôn khát khao giành chiến thắng trong mọi trận đấu, chinh phục các danh hiệu và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ. Với cú hích ngay trước thềm đại chiến với Liverpool ở vòng 3 mùa trước này, Man United đã xuất sắc đánh bại đối thủ không đội trời chung. Casemiro trong khi đó chỉ đứng trên khán đài cổ vũ cùng với chiếc áo số 18 huyền thoại. Về sau, chiếc áo đó cũng bán đắt như tôm tươi ở các cửa hàng ủy quyền của đội chủ sân Old Trafford. Thống kê doanh thu cho thấy rằng tổng số lượng áo được bán ra lên đến hơn 2 triệu chiếc trong cả mùa. Một năm sau, tức là vào tối nay, Man United dự kiến tiếp tục giới thiệu tân binh Rasmus Højlund theo cách cũ. Cầu thủ người Đan Mạch sẽ mặc vest và cầm áo đấu mới tiến ra sân Old Trafford để chào các khán giả. Hiện chưa rõ là số áo chính thức cho tiền đạo sinh năm 2003 này là gì, nhưng có khả năng anh sẽ chọn số 17 để gửi gắm trên lưng. Bất chấp Fred chưa rời đi, và đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy tiền vệ người Brazil không còn tương lai tại Old Trafford. Đối với Rasmus Højlund,
Việc ra mắt theo cách này sẽ giúp anh có thêm phần tự tin hơn trong thời gian tới, khi mà áp lực dành cho một cầu thủ mới 20 tuổi phải lĩnh sướng hàng công của Man United là điều không hề dễ dàng. Bên cạnh đó thì yếu tố thương mại cũng được chú trọng, nhưng là chú trọng trong khuôn khổ và được phép làm như thế. Vừa không mất thời gian múa may quay cuồng, vừa khiến người hâm mộ Quỷ Đỏ được một phen sửng sốt như hai lần trước. Manchester United là thương hiệu phổ biến nhất thế giới, kể cả khi họ không giành được nhiều danh hiệu như trước kia. Năm 2021, họ vẫn đạt doanh số khổng lồ từ việc bán áo đấu với 1,95 triệu chiếc xuất xưởng. Sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo dù là một bi kịch, nhưng vẫn được cho là đóng góp rất nhiều vào việc bán áo đấu của Quỷ Đỏ, với 32,5 triệu bảng để mua áo đấu có in tên và số 7 của CR7 trong vòng 24 giờ đầu tiên. Đây cũng là kỷ lục về doanh thu bán áo của một cầu thủ tại ngoại hạng Anh, nhưng Rasmus Højlund có thể kỳ vọng sẽ làm điều tương tự vì rất nhiều người yêu thích cầu thủ này, đặc biệt là bây giờ anh đã trở thành thành viên của Quỷ Đỏ. Không loại trừ khả năng tuyển thủ người Đan Mạch sẽ cướp chiếc áo số 9 của bệnh binh Anthony Martial, người đã đánh mất niềm tin nơi huấn luyện viên Erik ten Hag vì chấn thương dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ. Sau 3 năm, Man United đã giới thiệu 3 tân binh bom tấn bằng một hình thức mà không đội nào thường làm. Năm xưa, họ từng nghĩ ra trò nhượng quyền thương hiệu trên thẻ ATM của ngân hàng BIDV và kiếm về bộn tiền. Giờ thì việc ra mắt cầu thủ mới cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng và tuyệt vời. Chưa biết là thời thế ra sao, nhưng Man United sẽ luôn là con gà đẻ trứng vàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi mà kinh tế thế giới có dấu hiệu suy sụp trong thời gian qua. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.